Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nhà Gió. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các nội dung thú vị mỗi ngày nhé. Nhiếp Chính Vương mang thai rồi. Trong lúc Thượng Triều chỉ ở một bên xoa eo, mơ màng ngủ gật, quần thần cho rằng y được sủng mà kiêu, lên tiếng chào phúng. Hừ, người nào đó cậy mình là triều thần phó tá hoàng thượng đăng cơ, lại bắt đầu thể hiện rồi đó. Vẻ mặt Nhiếp Chính Vương mất kiên nhẫn, vừa định lên tiếng phản bác, baby trong bụng đột nhiên đá y một cái, thấy y nhăn mày không đáp. Có người được nước lấn tới. Nếu như Nhiếp Chính Vương không thoải mái, thì nhanh từ chức về quê đi. Nhiếp Chính Vương trẻ tuổi nhăn mày, liếc nhìn tên đầu sỏ đang ngồi trên ngai vàng, nhất thời không có gì để đáp trả. Lúc này, hoàng đế cao cao tại thượng vội vàng chạy tới, lo lắng đỡ lấy Nhiếp Chính Vương hỏi, không thoải mái sao không nói sớm? Nhanh, mời thái y tới đây bắt mạch. Quần thần thấy vậy tức giận không dám nói. Bọn họ không hiểu Nhiếp Chính Vương cho hoàng thượng ăn canh mê hoặc gì. Cùng lúc đó, Nhiếp Chính Vương nhỏ giọng cà khịa hoàng đế, nếu ở trước mặt mọi người chẩn đoán ra hỉ mạch thì sao? Hoàng thượng khựng lại, tự mình đỡ Nhiếp Chính Vương đi. Nhìn bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời của hoàng thượng, mọi người chỉ đành thở dài nói Nhiếp Chính Vương sắp coi trời bằng vung rồi. Một thời gian sau, hoàng thượng hậu cung trống vắng đột nhiên nói muốn lập hoàng hậu. Quần thần âm thầm tính toán, muốn gài người vào hậu cung, đến lúc đó để các phi tử nói bóng gió, biết đâu có một ngày lật được Nhiếp Chính Vương. Mà bọn họ nào có biết, bên trong hậu cung, hoàng thượng đang dỗ dành Nhiếp Chính Vương ăn ô mai. Trẫm đã chiếu cáo thiên hạ rồi, trước khi baby được sinh ra, ngươi không muốn gả cũng phải gả cho trẫm. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Nếu yêu thích đừng quên like, share và để lại bình luận cho chúng mình biết nhé. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các phần mới nhất nha.